Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Không ngờ Ngụy Vô Nhai còn là người có khí phách như thế, không hổ là tam đại tu sĩ. Sao cô ấy vẫn còn ở đây? Làm gì dùng ánh mắt u oán như thế nhìn mình, lẽ nào bây giờ còn muốn đấu với mình? Ngã rẽ trên đường. Cô ấy là ai thế? Cảm giác có quan hệ không bình thường với ngươi nhé. Chậc chậc, biểu cảm đó chắc không phải năm đó chủ nhân. Đừng nói bậy. Người này trước đây cực kỳ ghét ta, ta đoán bây giờ càng ghét hơn, ta cũng không có ấn tượng tốt về cô ấy. Ngươi thấy ánh mắt của cô ấy, chúng ta tính như là kẻ thù đi. Đừng để ý những chuyện này, chúng ta mau chóng chuẩn bị cho đại chiến đi. Đó. Trong mấy ngày tiếp theo, nhiều trận pháp khổng lồ ở biên giới hai bên được thiết lập. Không khí do đại chiến gây ra càng lúc càng dày đặc. Biên cảnh Thiên Nhất Thành. Phía trước có một sức mạnh cường đại đang đến gần. Tiền bối, chúng ta không cảm nhận được gì cả. Chắc là một tiền bối nguyên anh nào đó, các ngươi đừng gây loạn, ta đi tiếp đãi. Tu sĩ kết đan Hoàng Phong Cốc, Tiêu Thúy Nhi. Vãn bối Tiêu Thúy Nhi Hoàng Phong Cốc, tham kiến tiền bối. Tiền bối có thể nói rõ thân phận không? Vãn bối phụng mệnh hành sự, xin tiền bối lượng thứ. Là Tiêu Thúy Nhi. Hửm, a, à, Hàn sư thúc sao lại là người? Tiểu nha đầu, ngươi thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không ngờ được ngươi đã kết đan rồi, giỏi lắm. Thúc thúc sao lại ở đây? Đã lâu không gặp rồi. Sư tỷ nói người đã nguyên anh rồi, ta còn không tin. Tiêu tiền bối sao đột nhiên lại giống như trẻ con thế? Cô ấy vốn là người hoạt bát thế sao? Thì ra là thế. Là Hàn sư thúc, sau khi sư phụ dẫn ta thoát khỏi vòng vây. Về đến căn cứ của Hoàng Phong Cốc không lâu thì tọa hóa rồi. Sau đó Nhiếp sư tỷ vẫn luôn chăm sóc ta. Hàn sư thúc, ngươi thật sự không trở về Hoàng Phong Cốc sao? Không thể về được nữa. Lạc Vân Tông đối xử với ta không tệ, ta sẽ không rời đi. Chuyện này không cần nói nhiều nữa. Có điều ta đồng ý với lệnh Hồ Lão Tổ. Nếu như Hoàng Phong Cốc gặp nạn thì sẽ ra tay tương trợ. Có chuyện như này à, đa tạ sư thúc. Ngươi là đệ tử duy nhất của Mã sư huynh, ta không thể không chiếu cố ngươi nhiều hơn. Ngươi nhận pháp bảo nhẫn này và đan dược đi. Đa tạ sư thúc ban thưởng. Được rồi, ta còn đi gặp lão quái vật đó, đi trước đây, sau này có duyên thì gặp lại. Cung tiễn Hàn sư thúc. Hàn sư thúc. Tiêu tiền bối, đó chắc không phải là Hàn tiền bối trong truyền thuyết đó chứ. Hắn lại là người thoát khỏi được tay của thần sư. Bây giờ đang có danh tiếng lẫy lừng đấy. Oa, nhìn trẻ quá, đẹp trai VL. Vị tiền bối này không phải là người mà chúng ta có thể bình luận, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Rõ, đêm trước ngày đại chiến, trong thạch thất ngầm. Lạc thượng sư, đã chuẩn bị xong linh dầu chưa? Phải biết là lúc thắp thánh đăng, liên quan đến thời gian dài ngăn lúc thánh cầm xuất hiện. Không thể có bất cứ sai sót gì. Chúc thần sư, cứ yên tâm, đủ để chống đỡ thánh cầm đánh xong trận. Trọng huynh, linh thuật đại trận của ngươi chắc không vấn đề nhỉ? Bên ta cũng đã chuẩn bị xong. Tất huynh, hỗn chiến vừa bắt đầu, ngươi để pháp sư cao giai triệu hoán linh thú, tiêu hao pháp lực của đối phương. Yên tâm không vấn đề. Trước đó đã nói, sau khi chiến thắng sẽ chia ba thành bang của Thiên Nam cho chúng ta. Chuyện này sẽ không hối hận chứ? Ngoài ra lần này sinh hồn của những tu sĩ chết đi cũng phải thuộc về chúng ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Nói đến sinh hồn, các ngươi có thể phân chia ra không? Nếu như là sinh hồn của Mộ La nhân chúng ta thì bỏ qua. Nếu không chúng ta rất khó làm. Tu sĩ pháp sĩ chết đi nhiều thế, chúng ta sao có thể phân biệt từng người được? Các ngươi định bội ước sao? Chuyện thu thập sinh hồn của pháp sĩ chết trận chúng ra vốn không đồng ý. Nếu không phải là cần các ngươi trợ giúp, thì ta sớm đã muốn trở mặt rồi. Hừ, đừng ép ta ra tay. Làm gì thế, Phong Tông chủ lại là khách mà Trúc Mỗ đích thân mời đến. Bình tĩnh đi. Thế này đi, các ngươi có thể đưa sinh hồn đi, nhưng nhất định phải khiêm tốn. Nhất định đừng để người khác thấy, nếu không chúng ta cũng khó làm. Còn có một chuyện, có một tu sĩ sẽ phóng kim ô, có lợi cho Âm La Tông chúng ta. Cũng cần giao cho chúng ta. Nếu như chỉ có một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, giao cho các ngươi cũng không sao. Nhưng nếu như liên quan đến kim lôi trúc, vậy thì khác rồi. Xem ra ngươi đoán ra rồi. Mộ Lan Thảo Nguyên chúng ta mặc dù hơi nghèo, nhưng cũng không đến nỗi không biết kim lôi trúc. Các ngươi muốn quá nhiều thứ rồi đấy. Chúng ta có thể cung cấp nhiều điều kiện hơn. Lần này mang theo mấy chục con cự thú và đồng giáp luyện thi có thể giúp các ngươi. Có điều chúng ta cần tu sĩ biết điều khiển bách tà thần lôi đó còn sống. Bắt sống,
Không thể nào, hắn có thể thoát khỏi tay của thần sư chúng ta. Ngươi bắt sống hắn khó ngang với bắt sống chúng ta, các ngươi cảm thấy có thể làm được không? Không sao, sống không được thì chết cũng được. Đúng lúc cấp công an phường của Mộ Lam Nhân đang tiến hành thương thảo lần cuối cùng, thì Thiên Nam cũng đang họp chiêng trống dùm beng, thậm chí còn có một kỵ binh đến. Cuối cùng cũng đến ngày đại chiến, hai bên với tam đại tu sĩ là thủ lĩnh đứng đầu cao nhất đã đến biên cảnh. Hai bên bày thế trận chờ quân địch, chiến sự sắp nổ ra. Đến giờ khắc quyết chiến, tu sĩ hai bên ngự không vút lên. 6-7 vạn tu sĩ linh khí chấn động như sóng biển tràn vào trận. Thiên Nam trận. Mặc dù binh khí pháp bảo của Mộ Lam Nhân đơn giản, nhưng đội ngũ lại được huấn luyện bài bản. Chắc đợi lát nữa lúc khai chiến sẽ chỉ huy rất thông thuận. Ngược lại là bên Thiên Nam, mặc dù điều kiện càng vượt trội hơn, nhưng rõ ràng chưa được huấn luyện đủ. Nếu thật sự đánh, thì e là sẽ có rất nhiều phiền phức. Quan tài đó chắc là đòn sát thủ của Hợp Hoan Tông. Xem ra các tông phái trừ các đại tu sĩ không tiết lộ chiêu sát thủ ra, thì đều lấy hết bảo vật cất giữ lâu của mình rồi. Cuối cùng cũng đến giờ khắc khai chiến. Qua cuộc khẩu chiến mặc cả của 6 tu sĩ hai bên. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Điều kiện là thả một nửa tù binh trước, cuối cùng quyết định bắt đầu. Đồng thời tu sĩ có liên quan ở hai phe bày bố 10 pháp trận. Cuộc chiến bắt đầu, kẻ tham chiến lên trước. Ý, sao người tham gia chiến của đối phương toàn là ma tu?